À, cái này mình đang lột tôm anh. Dạ, lột tôm, đang lột tôm, lột tôm. Cái này bán. Xong rồi mới trộn bán ha. Dạ, bán là nó mới tươi ha. Nó tươi. À, tôm em thấy tôm lớn quá. Dạ. Tôm này mình xài tôm gì anh? Dạ, tôm là tôm thẻ. Tôm thẻ. À, coi như tươi mới luôn tươi anh mới, ha. Dạ. Rồi, em bán hàng tươi còn mà. Coi như mình sơ chế lặt đầu lặt đuôi không? Rồi, rồi bắt đầu coi như tôm. Mình bán đâu là trụng đó, nó mới ngọt phải không anh? Đúng rồi. À, đục để sẵn thì nó không hết. Một con đầy đó, làm tiếp là tiếp, cứ bán tới đâu là tới đâu. Rồi, rồi. Xin kính chào quý vị, anh chị cùng các bạn đến với kênh Sài Gòn Bây Giờ. Hiện tại, Sài Gòn Bây Giờ đang có mặt tại chợ Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, còn gọi là chợ Cây Thị. Quán hủ tiếu Nam Vang, cô Thanh Hảo thu hút nhiều thực khách ủng hộ. Hãy cùng Sài Gòn Bây Giờ khám phá và thưởng thức hương vị của quán. Quý vị và các bạn nhé. Em chào chị. Chị chào em. Dạ, chị tên gì chị? Chị Thanh Hảo. Chị Thanh Hảo hả? À, chị bán ở đây lâu chưa chị Hảo? Chị bán cũng là 20 năm rồi đó. 20 năm. Rồi, chợ mình là chợ Phan Văn Trị. Chợ Phan Văn Trị 233A. À, 200 Trị. Dạ, dạ. Mình bán địa điểm này đúng là 20 năm rồi hả chị? Wow, chị Hảo quê đâu chị Hảo? Quê ở ngoài kia là Đà Nẵng. Ủa, Đà Nẵng mà lại bán món đó. Lấy chồng vô đây. À. Vô đây chồng ở trong này. À, cho chồng nên bán món đặc trưng là hủ tiếu miền Tây. Hủ tiếu Nam Giang. Dạ. Chị Hảo, món hủ tiếu của mình thì gồm có những gì? Hủ tiếu là tôm, thịt, trứng cút. Trứng cút. Rồi đó, thịt bằm. Ồ, tôm. Có cái bữa có xương nữa, mà hết rồi. À. Này thịt này mình xài phần thịt gì mà thấy đẹp vậy chị? Thịt này là cũng lấy mối là chị sẽ an toàn thực phẩm ý trong là, chợ luôn. Ý là em nói là mình phần thịt xài heo. Phần gì của con heo chị? Thì thịt heo, thịt nạc không? À, nạc đùi hay là nạc gì mà thấy hấp dẫn vậy? Nạc đùi. Nạc đùi cũng có khi nạc nguyên cũng có. Dạ. Cái này là thịt bằm hả chị? Thịt xay trong từ thịt mà xay ra. Dạ, dạ. Hành phi, tỏi phi. Cái này là thắng tỏi nè. Cái này là thắng hành nè. Đó là thắng hành tự mình làm hết á. À, vậy hả chị? Đó là thành ra mình cho vô mình làm hủ tiếu khô. Dạ, đây là cái này là mình thắng hành nè. Dạ, dạ. Cái này thắng tỏi nè. Dạ. Đó, cái tới cái này là mình về mình nhà mình làm thắng tỏi. À, thắng hành vàng lên để mình nấu lên. Có thể mỡ cái gì ha? Mỡ là thắng hành. À. Tại nhiều người đòi ăn béo mình phải thay mình sẽ thắng mỡ. Xương nữa chị ha. Có xương, nấu xương. Rồi có xương, nhưng mà cái này là mình vừa lột lấy nước ngọt rồi bán xương nha, bán hủ tiếu xương luôn chị ha. Có. À, dạ. Dạ chị Hảo làm cho em hủ tiếu mì đi, hủ tiếu mì Nam Giang đi ha. Nước. Mình bán ở đây giá bao nhiêu cô chị? 35 ngàn con. Tại vật giá nó lên bao nhiêu mấy năm trước là năm ngoái là 30, sau nó lên 35. À. Tại vì đồ vật giá đồ gì cũng lên đó. À. Xăng dầu cũng lên ra hết. Dạ, dạ. Mình bán đi lâu thì có lượng khách ổn định rồi chị hả? Ổn định. Yeah. Chợ truyền thống. À, thì cũng chúc mừng chị. Thành ra là dịch nó chỉ cần đóng cửa là không bán thôi. Dạ, dạ. Bây giờ chị làm để đây chị không bỏ đồ ăn hiểu không? Đúng rồi. Rồi anh ăn hủ tiếu nước phải không anh? Ở thôi anh. À ông này không quen mà ăn hủ tiếu nước. Cho ông dĩa rau sống luôn anh.
lót cho tôi làm cho. Chú đó ăn ổ tiếu khô hay nước? Cái nước khô thì mình nhúng qua, mình trụng qua nước lèo. Cái này nước khỏi trụng nước lèo. Biết ý khách rồi ha. Ý khách rồi. Khách quen. Cái này là ngon là nhờ cái công đoạn. Chứ không phải nước lèo ai nấu cũng được, đồ ai nấu cũng được hết, ai làm cũng được, dễ lắm. Cái công đoạn của mình là làm tới đâu ăn là làm tới đó, bỏ sức công sức ra làm mới ngon được. Rồi, anh nấu một lần anh muốn sướng thì nó không thể, nó không chất, không có bảo đảm bằng cái này, là bỏ cái công đoạn của mình ra. Công đoạn là vừa làm nè, giống như hàng lẩu vậy đó, hàng ăn là lẩu vậy đó, ăn nóng luôn, ăn nóng trực tiếp cái gì cũng ngon hết. Còn mà mình làm sẵn đôi lúc bán ế nguội lạnh là bắt đầu hâm đi hâm lại là mất ngon. Đừng đâu hỏi ai. Rồi bây giờ chị Trang nước lèo cho em đi. Cái này là mình hầm xương hả chị hả? Hầm xương múc bên nồi lớn, nồi qua nồi nhỏ. Đây nè, nước lèo. Cái này là nồi lớn. Ở nhà chở lên. Lượt rồi ha. Không có hầm ở đây đâu. Dạ. Ở nhà chở lên. Rồi, vậy không? Hầm là nấu ở nhà. Với 20 năm qua bán tại chợ Phan Văn Trị, hương vị hủ tiếu Nam Vang của chị Thanh Hảo được nhiều thực khách ủng hộ. Với tính cách thân thiện, thật thà của người phụ nữ miền Trung, chị tâm huyết từng nguyên liệu, tươi ngon, cách chế biến khéo léo, công thức đặc biệt, hương vị cuốn hút, hài lòng thực khách. Này mình đang làm hủ tiếu khô anh ha. Đang làm hủ tiếu khô rồi. Sáng thì mấy giờ mình dọn hàng anh? Dạ, 6 giờ. 5 rưỡi. 5 rưỡi, 6 giờ là có bán rồi hả? Thường kết thúc buổi làm việc là mấy giờ anh? 1 giờ rồi hả? Bán thời gian cũng nhiều ha. Thank you.
mấy phần em về gói mấy phần em về hả? Với 35.000 một tô hủ tiếu, nhìn trông hấp dẫn, kích thích, thịt nhiều, tôm tươi ngon, mùi vị hấp dẫn. Bên đĩa rau tươi mới nhiều loại và những gia vị ăn kèm kích thích cái bụng đói. Rau, salad và giá sống vào tô hủ tiếu, nóng hổi. Theo Sài Gòn bây giờ, ăn hủ tiếu Nam Vang mà kèm rau cần và cần nước là dậy vị. Trộn đều cho thêm chút ớt, sa tế và nặng chanh, cộng tỏi băm ngâm giấm, hương vị lan tỏa. Húp ngụm nước dùng, cảm nhận được vị ngọt từ xương, nêm nếm vừa ăn. Mùi hương thơm ngát, hòa quyện. Hủ tiếu thấm mềm tươi ngon, thịt, tôm, tươi mới, nước dùng hấp dẫn khiến bạn ăn hoài ăn mãi.
Sài Gòn Bây Giờ xin chân thành cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn. Một địa chỉ mới, chợ Phan Văn Trị, còn gọi là chợ Cây Thị, hủ tiếu Nam Vang, chị Thanh Hảo, hương vị thơm ngon, giá cả bình dân, đáng để bạn tìm đến thưởng thức và chia sẻ. Xin kính chào, nhớ đăng ký kênh và ủng hộ. Xin cảm ơn.